Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trang Nail Vlog. Ở trong video này thì Trang xin chia sẻ cho mọi người cái cách làm mắt mèo kim cương này. Thì để làm được cái mắt mèo kim cương này thì mọi người sẽ cần chuẩn bị cho Trang mắt mèo kim cương nhé. Và một cái cây hơ mắt mèo này. Cái nền móng thì chúng ta sơn nền móng màu gì cũng được. Mình thích cái nền móng màu gì thì mình sẽ sơn nền móng màu đó. Và để cho cái mắt mèo kim cương được sáng ấy, thì mình lên sơn những cái nền móng tối màu thì cái mắt mèo lên nó mới sáng. Chúng ta sẽ lấy một lượng sơn mắt mèo vừa đủ ra này. Cái nền móng mọi người chú ý là cái nền móng thì mình sơn màu sơn gì cũng được. Đây mình trải một lớp mắt mèo lên này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái cây hơ nam châm nhé. Và mình sẽ đẩy này. Đấy mọi người có thấy nó vệt sáng lên không? Mình có thể tạo kiểu cho nó sáng nhé. Và mình xin giải đáp cái thắc mắc của một số chị em luôn, đó là tại sao khi hơ mắt mèo rồi mà lại không lên. Vì là mọi người cứ hơ xung quanh như thế này nhiều quá này, thì những cái hạt sáng này nó sẽ bị chạy loạn lên ý, thì nó sẽ không được sáng. Và để khắc phục thì mọi người sẽ trải lại cho mình nhé, trải lại cái lớp mắt mèo này cho mình. Đấy, sau đó thì mọi người thích tạo kiểu, ví dụ mình sẽ đặt hơ chéo này, mình đặt chéo móng và cách móng 1 cm, 0,5 cho đến 1 cm, không được chạm móng nha. Rồi mình giữ trong vòng vài giây và mình bỏ ra này. Đấy, nó đã được một cái vệt sáng chéo như thế này. Còn ví dụ như nếu mọi người muốn nó sáng giống như kiểu cái móng này nhé, thì mình sẽ hơ vòng quanh của cái móng, mình trải đi này. Mình sẽ lựa cái cây mình đẩy dần lên này nhá. Mình đẩy lên cho những cái vệt sáng lên này. Mình hơ vòng quanh này. Đấy mọi người có thấy cái vệt sáng không? Khi mà chúng ta hơ cái cây nam châm tạo kiểu xong rồi thì mình sẽ đưa vào máy hơ nhá. Nếu mà mọi người làm ở trên móng thật ấy thì mình sẽ hơ từng ngón một nhá. Ví dụ là mình sơn được một ngón rồi thì mình sẽ đưa cái ngón đó vào hơ máy, rồi mình sẽ làm những cái ngón tiếp theo lần lượt. Nếu mà mọi người sơn một loạt hết cả bàn luôn ấy thì những cái hạt mắt mèo này nó sẽ bị tản ra, thì là chúng ta sẽ thấy nó không còn độ sáng nữa. Sau khi mà mình đã hơ được những cái vệt sáng mắt mèo theo ý muốn rồi ấy, thì mình sẽ đưa vào hơ máy nha. Và sau khi mà chúng ta đã hơ máy xong rồi thì mình sẽ đi tốc bóng lên cho móng. Khi mà chúng ta sử dụng cái cây nam châm này, chúng ta đưa hơ vào quanh móng này, thì mọi người có thấy những cái hạt sáng của mắt mèo nó chạy này không? Với cái mắt mèo kim cương này thì trông rất là hay luôn. Khi mà mình nghiêng một góc đi này thì cái ánh sáng nó phản vào ấy, nó rất là sáng.
Đó, và khi mà chúng ta lại nghiêng đi một góc khác nữa thì nó sẽ ra được cái màu nền gốc ở bên dưới. Nó không còn thấy cái mắt mèo nữa. Mà khi mà mình nghiêng đi này thì chúng ta sẽ lại thấy mắt mèo nó sáng lên. Đấy, cái này rất là hay. Vậy là Trang vừa chia sẻ cho mọi người xong cái cách sử dụng mắt mèo kim cương này. Mọi người có thấy đơn giản không? Cách làm rất là đơn giản. Nếu mà mọi người cần thì hãy liên hệ với Trang qua Facebook Trang Nail Vlog để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye!